Chào quý vị, cô chú, anh chị. Thì hôm nay thì cũng sắp sửa bước sang chiều năm mới rồi. Thì hôm nay em xin làm cái clip này thì em xin chúc quý vị, mọi người thì các bạn đằng xa ha, có một năm mới an lành, thì thành công hơn trên con đường mình chọn ha. Thì đặc biệt là mọi người, anh em nào làm kênh YouTube ấy, thì sẽ có một kênh YouTube bùng nổ hơn trong năm mới ha. Thì em cũng xin cảm ơn mọi người đã đồng hành với kênh YouTube Nguyễn Anh Cơ Official trong hơn gần một năm qua ấy quý vị. Em làm kênh cũng gần một năm rồi, em bắt đầu kênh là từ tháng 5 ha. Thì trước đó em có làm một cái kênh khác, nhưng mà lúc đó mới bước vào nghề ha, chưa có rành thông nên hiện giờ thì kênh đó em vẫn còn để nhưng mà không có video thường xuyên ha. Rồi bắt đầu tháng 5 em mới bắt đầu làm cái kênh này. Tháng 5 năm 2019 em bắt đầu làm là cái kênh là Nguyễn Anh Cơ Official ha. Thì em xin cảm ơn mọi người đã đăng ký và ủng hộ em trong thời gian em làm clip ha. Mặc dù là không có thời gian em ra clip nhiều ha, nhưng mà cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ha. Khi mà em đăng clip lên thì mọi người xem ủng hộ em rất là vui ha. Thì em chúc mọi người sẽ có được thành công ha. Mặc dù kênh em còn rất là nhỏ, chưa được nhiều mọi người đăng ký, nhưng mà khi mà em làm kênh YouTube này thì em quen biết được rất là nhiều người, đặc biệt là đồng hương trong tỉnh với em á. Thì em ở tỉnh Bến Tre ha, thì em quen được rất là nhiều người, rất là nhiều huyện. Em thì ở huyện Mỏ Cày Bắc của tỉnh Bến Tre ha. Nếu bạn nào ở Bến Tre thì sẽ biết ha quý vị. Làm cái này thì chưa tiền hết đó quý vị anh chị. Thì em làm cái này chủ yếu là mới đầu làm thì thấy mình thích thì mình làm thôi. Rồi mới đầu làm đâu biết gì đâu, đâu biết chính sách gì đâu, đâu biết dựng phim gì luôn. Thì có người bạn gần nhà em cũng làm á, rồi cái em hỏi bạn em chỉ, thì bạn em chỉ rất là nhiệt tình luôn, không có giấu gì mình hết. Chỉ từ phần mềm edit video, rồi chỉ từ từng cái chính sách luôn á quý vị. Thì em coi người bạn em giống như là người thầy đó, thì lúc đó em không biết gì mình cứ hỏi thôi. Thì bạn em được cái là chỉ nhiệt tình lắm, thì không biết gì thì hỏi bạn em điều chỉ hết. Thì lúc mà có thời gian thì chỉ, không có thời gian thì khi nào rảnh thì sẽ chỉ. Thì lúc đó không biết làm thì bạn mình sử dụng cái TeamView á, phần mềm điều khiển máy tính từ xa đó quý vị, thì mình chỉ lại cho mình nữa. Thì đó thì em có cảm ơn người bạn của em luôn ha. Người bạn của em thì cũng ở gần nhà của em luôn. Thì bây giờ em cũng làm tương đối rành này ha quý vị. Thì cái gì em biết thì cũng em muốn chia sẻ được cho mọi người. Thì cái nào em không biết thì em muốn trao dồi thêm. Thì mình cứ cho đi thì mình sẽ nhận lại được thôi. Thì không nhận được cái này thì cũng nhận được cái kia thôi. Thì mình làm thì mình cùng nhau làm thôi, chứ có gì đâu mà mình làm hiểm. Thì người biết thì biết nhiều, chứ người biết ít thôi. Thì từ từ thì cũng sẽ biết nhiều hơn. Thì mình làm cái này thì chủ yếu là mình phải nhờ cộng đồng cùng nhau làm, chứ một mình không thể nào mình đi xa được cái gì. Mà mình làm á cũng đâu biết chính sách gì đâu, sợ này kia đó. Thì cái nào không biết thì chỉ bạn mình chỉ là nhiệt tình ha. Chỉ từ phần mềm edit video, rồi chỉ tới chính sách, rồi cách tạo kênh này kia nữa. Thì bây giờ em cũng tương đối rành về YouTube nhiều ha. Thì em cũng đem kiến thức em học rồi thì em chỉ cho mọi người. Thì em biết gì thì em chỉ chia sẻ cái đó thôi, chứ em cũng không có giấu nghề làm gì ha. Mình giúp người khác thì người khác cũng quý mình thôi, mình cho đi thì nhận lại thôi. Thì mình không nhận được cái này cũng nhận được cái kia, chứ có gì đâu mà làm hiểm. Thì mọi người biết thì em mà mới bắt tay vô làm YouTube lớn gì thì phải ban đầu làm đó là gian nan lắm. Mình nếu như mình đã có kiến thức rồi thì mình làm tương đối là dễ, nhưng mà khi mà mình không biết gì luôn thì khó lắm. Mình lỡ làm sai một cái gì đó là coi như là đi sai đường, rất là khó để đi lại được. Khi mà mình có kiến thức rồi thì mình đã biết rồi thì rất là dễ nha. Thì mọi người cứ làm đi, cứ làm vô đi. Mình làm YouTube thì mình không mất gì đâu. Khi mà mình làm á, mình trao dồi được kỹ năng ăn nói nữa. Rồi mình thí dụ mà mình không bận kiếm tiền, không bằng câu mà mình đổi lên được cái kiến thức, mình làm được cái kênh khác nó hay hơn. Thì ngày xưa em cũng vậy đó, em nhát lắm, đưa cái máy lên trước mặt đó, mình nhát lắm, không dám nói gì hết, không biết nói gì luôn á. Thì khi mình làm thì từ mình trao dồi cái kỹ năng của mình lên, rồi mình
sau một năm em làm cái kênh kia thì em có kiến thức nó dẫn này, từ dựng phim, quay phim tới nắm được cái chính sách của YouTube á, rồi nên mình cập nhật được cái chính sách nữa thì mình sẽ làm đúng luật hơn, giống như mình tham gia được giao thông, nếu mình nắm luật được thì mình sẽ không bị phạm luật thôi. Thì thôi bây giờ cũng sẽ ngày năm mới, em xin chúc quý vị chú anh chị dồi dào sức khỏe ha, thì thành công hơn trong cuộc sống cũng như công việc, thì ai làm YouTube sẽ có kênh YouTube phát triển hơn trong năm mới ha. Thì năm mới này thì vui thôi đừng vui quá, ai mà uống rượu bia thì cũng đừng lái xe ha, khi mà tham gia giao thông mà uống rượu bia thì cái việc này rất là nặng đó. Xin chào quý vị chú anh chị nha.